lỗ vừa làm trọng tài cho anh nhá. Các bạn ạ, đang ra địa điểm để thi đấu nhá. Ok đây. Khá là rộng đấy, ui giời nó phi. Ui giời, chạy kia vỡ rồi. Chạy nhanh hơn mình. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với săn bắt ẩm thực vùng cao nhá. Chào mọi người nhá. Hôm nay bốn thầy trò mình ra hồ làm thử thách mọi người ạ. Thì hôm nay quyết định làm một cái thử thách rất là táo bạo giữa sư phụ và đệ tử thứ ba. À, đệ tử thứ hai. Cuộc thi giữa chó và người, à chất nhầm, giữa người và chó, à không phải. Giữa sư phụ và pitbull nữa. Tôm này, bùn. Tôm này. Đấy, mọi người thấy bùn và tôm thì nó cũng chơi với nhau khá là thân thiện, nó không cắn nhau mọi người nhé. Thì đấy là do, thứ nhất là tôm nó lớn, à bùn nó cũng lớn rồi. Úi xời, anh em ơi, tí nữa anh cho bùn nó ra không để ý con tôm này đâu. Nhưng mà đại thể là nó cũng được huấn luyện rồi nên là nó sẽ không cắn tôm nữa. Nó được dạy bảo rồi. Không được cắn tôm nữa nhá. Nhớ chưa? Ngồi xuống chào mọi người đi. Ngồi xuống. Được. Ôi giời. Đi bên cạnh nghe. Đấy. Mày chơi cả anh à? chơi cả sư huynh kìa. Hả? Cắn cả sư huynh kìa. Đấy. Đấy, và bây giờ hôm nay thầy trò mình sẽ làm một cái thử thách là mình quyết định là bơi thi cùng với bùn nhá mọi người nhá. Xem ai là người chiến thắng luôn. Mọi người chờ đón thử thách của thầy trò mình nhá. Đấy, lúc này cắn cái chai. Cắn đít mình. Không được đâu, chưa. Em lấy xoải cho chai đi. Đấy, mọi người thấy chưa? Thấy bùn chưa? Cứ thấy thế cầm cái chai là bùn nó đã có tí gọi là thích thú rồi đấy. Bùn, ngồi xuống. Ngồi. Ngồi im. Bùn của mình nó rất là ngoan nhé mọi người. Ngoan cực kỳ luôn. Đi lên quay đây. Bùn. Ui giời. Nó đang phấn khích. Bùn, ngồi đó. Tôi mới sò gì thế em? Ngồi xuống. Mày tìm được cái gì đấy à? Ngồi xuống. Ngồi. Ấy. Thấy nhá, khẩu lệnh trọng tài ý. Mình là trọng tài mọi người nhá. Đây là đích này. Đây là đích của cuộc thi này. Đấy. Mình là trọng tài trong cuộc thi này nhá. Đi xuống dưới kia. Ở đây nó. Rồi. Bùn. Tôm. Các thí sinh đề nghị là phải nghe theo khẩu lệnh của trọng tài nhá. Rồi đi tôm thôi. Tôm rất loài trà loài tròi nhá. Đi thôi. Ra địa điểm thi đấu mọi người ạ. Bây giờ. Ui. Người kéo chó kéo người. Lo. Cái trò chưa chịu kịch lắm, không chắc mình đã thắng được nó cơ. Bây giờ sẽ đặt máy thì thấy có quăng được chai không? Thôi để trọng tài cầm. Cầm máy á? Để trọng tài vừa cầm máy vừa quăng chai. Các thí sinh là chuẩn bị vào vị trí. Thế nó sợ nó rung à? Không rung, cầm thế được. Tí nữa em phải zoom lên. Zoom lên thì mới nhìn rõ xem là ai là người thắng cuộc chứ. Mọi người, đây là cái... Cũng gọi hút thuốc à? Anh Tôm này, anh Bun này. Tôm đã kiếm được cái gì mọi người ạ? À? Ai là con trai? À, con trai à? Đang gặp một con trai. Rồi nè. Bun, đây. Đây nhá, mình sẽ... thi đấu cùng với tao với mày này. Mình sẽ cầm cái chai mọi người ạ. Đây, cầm cái chai này để mình cho con Bun nó làm dấu hiệu cho nó chú ý nhá. Mày thi xem là Bun kìa.
xem mà này nhá. Xem chưa ai bơi thì hơn nhá. Đây nào, nào chuẩn bị nhá. Kia bao giờ lém phải hôi nhá. 1 2 ba. Cố lên hai thí sinh. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cuộc thi giữa chó và người, à chứ người và chó, à không phải, cuộc thi giữa sư phụ và pitbull. À, hai thí sinh đang rất là đang bài ra sức của mình nhá. Chào vào. Như vậy là pitbull đã đến đích trước mọi người ạ. Đang tha cái chai vào rồi. Sư phụ mà mệt thì có thể bám vào cái đít của nó để nó kéo vào. Ôi mệt tốt rồi. Con này nó khỏe cực kỳ luôn mọi người ạ. Mình ném cái chai ra rất là xa nhá. Rất là xa bờ. Đây nó bơi mãi không vào đến nơi này. Rồi. Tỷ số hiệp thứ nhất là 1-0 nhá. Rồi, buôn thôi. Ôi mọi người. Khá là mệt. Tỷ số kèo đấu thứ nhất là 1-0 nhưng về thí sinh pitbull mọi người ạ. Ôi. Thôi buôn ơi. Xin thua chưa? Mọi người. Chính xác là khả năng là phải làm kèo nữa. Rồi. Nhá. Mày ăn cái gì mày khỏe thế hả Bun? Sao mày bơi nhanh đấy? Mọi người thấy nó bơi khá là nhanh luôn. Mình không thể đuổi theo kịp theo nó được. Ui giời, có anh Tôm hay là... Tôm có làm tí không? Hay là chơi thi với Tôm nhỉ? Tôm có làm tí không em? Phải nghỉ ngơi một tí mới có thời gian mới lấy lại sức khỏe để chiến đấu với nó tiếp mọi người. Chứ chắc là thua nó 100%. Tôm, Bun. Mày có mệt không Bun? Sao tao mệt thế? Ui. Thả ra cả mũi rồi. Bun đang cười và đang tỏ ra vẻ rất là sung mãn mọi người ạ. Nó mà không biết nói chứ nó nói giờ nó rồi. Hey, anh mới dùng có 2/10 công lực. Ôi, đâu cái chai nào? Chai kia, nó cắn nắp bét chai đằng sau kìa. Bun, ê. Ê Bun. Mày ra đây chưa? Tao phải thi với mày cái nữa mọi người, rất là mệt. Nên là phải nghỉ ngơi tí. Chắc à, nếu mà lần nữa mà thua nó nữa là tâm phục khẩu phục ấy. Mọi người ạ, thì bây giờ là tiếp tục vòng thứ hai để chứng minh lại xem là giữa mình và Bun thì người nào bơi nhanh hơn nhé mọi người nhé. Lần này mình sẽ quyết tâm để thi đấu với cùng với Bun. 15 phút giải lao giữa hiệp thi đấu thứ nhất và hiệp thi đấu thứ hai chuẩn bị được bắt đầu nhé. Nên là bây giờ đấy, sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian để quay lại để chiến đấu. Thế còn cái thằng Tôm đâu? Thằng Tôm thì thằng này là trợ lý của trọng tài mọi người nhé. Tôm là trợ lý của trọng tài trong ngày hôm nay nhá. À. Đây là tiếp tục là đến đây mọi người. Đấy, mình lại dùng một cái chai cái phao bơi làm tín hiệu để cho cuộc thi đấu thứ hai nhá. Bun, nào chuẩn bị lại. Bun này, chú ý này. À. Ném xa chắc cũng phải đến tầm 50m trở lên mọi người. Cố lên hai thí sinh. Một thí sinh thì bơi kiểu chó, còn một thí sinh bơi kiểu người. Mọi người thấy không? Đấy, con Bun nó phải vượt. Nó vượt lên phải đến chắc phải tầm 1m. Đấy. Chịu thua chưa? Thua rồi thì bám vào đuôi nó để nó lôi vào. Bun ơi, quay lại cho sư phụ bám vào đuôi để lôi vào. Đây. Thế rồi nó cuột nước tay rồi. Nó làm cuột nước tay rồi.
đây đây bún đây. Thế này cơ mà. Ôi giời ơi. Thật sự là quá mệt. Vào đây để trọng tài công bố kết quả cái nào. Không thở nổi mọi người ạ. Vậy là như các bạn cũng đã thấy rồi đấy. Mọi người có tin là bây giờ mình sẽ ném tiếp tục cái chai này ra và tôm nó, bùn nó sẽ tiếp tục bơi ra không mọi người? Nhưng mà thật sự mình thì chịu rồi. Mình phải ra cầm đi. Chân con bùn để công bố người thắng cuộc ấy. Đi không nổi rồi. Ôi, bùn đây. Bùn, tao thua mày. Tâm phục khẩu phục. Đấy, nó vẫn còn muốn ra bơi nữa kìa. Thật sự là mình thua rồi mọi người. Không thể nào mà chiến thắng được nó. Cái lúc đầu ấy thì mình bơi khỏe, bơi nhanh thì mình bơi bằng ngang với nó. Nhưng mà càng xa rồi, càng yếu thì càng thua nó mọi người ạ. Nó rất là khỏe, bơi cực kỳ nhanh luôn. Đấy, hôm nay mình làm một cái thử thách này cho mọi người xem về cái, thứ nhất là về cái sức khỏe, hai về cái kỹ năng bơi lội của bùn nhé mọi người nhé. Quá mệt mọi người ạ. Bùn nó nhằm nhò gì, em đây mới dùng có 5 phần 10 công lực. Hay là mày bơi thi bùn. Thôi, lạnh lắm. Nay thời tiết rất là rét mọi người ạ. Mình để sư phụ mình đại diện để thi. Còn mình để buổi hôm khác. Ôi, hôm khác sẽ cho thế. Mình hôm khác thử mới bùn nhé mọi người nhé. Hôm khác mình sẽ làm một thử thách với bùn nhá. Nếu mà không thắng được bùn nữa thì mình lại chơi với tôm. Đấy, tôm ơi. Thôi chào khán giả đi em. Đây, chào mọi người đi. À, quẫy đuôi mọi người. Thế bây giờ, mọi người, thầy cho mình sẽ kết thúc video tại đây nhé mọi người nhé. Mình chắc chắn là thua tôm rồi. À, thua bùn rồi. Mình không thể thắng được nổi nó rồi. Mọi người có thử thách có ý tưởng gì thì bình luận cho thầy trò mình để thầy trò mình làm với lại con pitbull này như mọi người nhá. Nó khỏe quá. Ui dồi ôi, mình giãn hết cả cơ tay, cơ chân rồi. Thế thôi, chào mọi người đi rồi về đi không chết dép. Video này thầy trò mình sẽ kết thúc tại đây nhá mọi người nhá. Mọi người có ý tưởng hay có thử thách gì dành cho thầy trò mình thì mọi người hãy bình luận ở dưới phần bình luận của video nhá mọi người nhá. Xin chào cả mọi người. Tạm biệt mọi người nhá.